Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Trúc Yên để quay giới thiệu và các bạn một cái lô mai vừa mới cập bến luôn, hàng mới về nóng hổi nha quý vị. Đẹp không à quý vị ơi? Rồi, chào em. Xin chào anh Tuấn, xin chào cả nhà mình nha. Shop mai vàng Trúc Yên, ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xin kính chào cô chú anh chị ạ. Và mai vàng của bên em là chuyên kinh doanh mặt hàng đó là mai giảo Tân Châu. Và nhắc tới giảo Tân Châu là mấy anh chị sẽ nhớ ngay em nói duyên về dáng nè ha, dáng lắc lượng, dáng lông nè ha cả nhà ha. Và tàn là tàn tròn đều nha cô chú anh chị ơi. Và hình thức của bên em là giá công khai trên clip là giá đã bao ship, em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. Và số hotline của bên em là 0939779318, đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô mai giảo Tân Châu cứ liên hệ bên em nha, bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn à. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình vào mã đầu clip nha mấy anh chị ơi. Rồi. Đầu clip của hôm nay của tụi em á là mai giảo Tân Châu mini thuần chậu. Đây mấy anh chị xem giúp em ha. Này, một em như thế này nha, chiều cao là từ 40 cho tới 60 nha, tán ngang là từ 40 tới 50. Đó mấy anh chị xem giúp em. Còn cái hoành của em nó là cỡ ngón trỏ hoặc là ngón tay cái của em thôi. Đây, tùy có, cây. Có đế luôn nữa ha. Đó mấy anh chị xem. Đó. Đó mấy anh chị xem giúp em ha. Tay cành đều luôn nha mấy anh chị nha, lắc lượng đó. Và uốn éo nè mấy anh chị ha, từ 2 tới 3 vòng trở lên nha cô chú anh chị, mình có thể chỉnh sửa được nè cả nhà. Đó, cả nhà xem giúp em. Rồi, một chậu như thế này là 200.000 một chậu nha mấy anh chị nha. Em bao ship cho mình luôn, 200.000 một chậu là em bao ship. Một cây em cũng ship và số lượng nhiều em cũng có, mấy anh chị cứ liên hệ bên em nha mấy anh chị nha. Cái này là giảo mini thuần chậu, giảo Tân Châu nha mấy anh chị. Rồi, tiếp theo mã 106 luôn cả nhà ơi. Chiều cao 1m1, tán ngang 75, hoành 15, đường kính bầu 36. Đây mấy anh chị xem. Rồi quý vị cũng nghĩ ha, thân cành ha, hoa đẹp tắt nữa. Quý hoa lại cho quý vị xem ha. Để đây. Để đây mấy anh chị ạ. Rồi thân cành lại như cái gì? Nó hoa thì đổ nhóc luôn, từ dưới lên trên luôn nè. À, cho cái chùm đây đi. Dạ. Rồi, dừng lại luôn. Bông chùm nha cả nhà. Chùm nè quý vị. Bông rất là đẹp đây ha. Xuất sắc luôn. Hai lớp cánh ha cả nhà ha. Bông đẹp màu sẫm ha, vàng rất là sẫm. Giao lưu như em. Rồi, mã này là mã 106, em giao lưu giá là 1.1 triệu, em bao ship cho mấy anh chị nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 107. Chiều cao 95, tán ngang 70. Hai mươi hoành, đường kính bầu 40. Rồi, để luôn. Đây mấy anh chị xem. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Cũng có mặt hoa cho quý vị mình xem luôn đây ha. Đây mấy anh chị xem. Cái chùm bên đó đi. Đây, đây cả nhà xem. Đây. À, rất đẹp quá vậy. Có ba bông chùm hơn, hai lớp hơn ha, bông bự. Màu vàng thì rất đậm nha quý vị. Đó, giao lưu như đêm. Rồi mã này mã 107, em giao lưu giá 900.000, em bao ship nha mấy anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 108. Mai mới về nha mấy anh chị nha, nóng hổi luôn cả nhà ơi. Rồi, chiều cao tầm 1m2, tán ngang là 85, hai mươi một hoành và đường kính bầu 40. Hoành 21, để đây. Rồi, thân cành luôn quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này mã 108, em giao lưu giá là 1.450.000, bao ship luôn mấy anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Wow, rồi, tiếp theo mã 109. Rồi, em này đẹp quá đây. Rồi, chiều cao tầm 1m2, tán ngang 85, mười chín hoành, đường kính bầu 45. Để cái gì? Cái gì ngâm nghe kỹ, nhà này để đẹp quá. À,
chân cẳng chồng đuôi hông gì có đủ ha. Rồi tay cành đẹp luôn, thân vẽ cũng đẹp luôn ha, đế cũng đẹp, nhìn tổng thể là đẹp toàn diện ha. Rồi giao lưu nha. Rồi mã này mã 109, em giao lưu giá với mấy anh chị là 1.450.000 bao ship luôn. Rồi 1.450.000. Rồi tiếp theo mã 110. Wow, dáng đẹp. Chiều cao 1m3, tán ngang 1m05, 19 hoành và đường kính bầu 40. Rồi đế luôn. Rồi thân cành cái gì? Rồi giao lưu nha đêm. Rồi mã này mã 110, em giao lưu giá 1.500.000, em bao ship cho mấy anh chị nha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã 111. Wow, tay cành quá đẹp nha mấy anh chị. Rồi chiều cao tầm 1m3, tán ngang 95, 20 hoành luôn cả nhà ơi, và đường kính bầu 43. Rồi để luôn nha quý vị. Rồi thân cành luôn. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã này mã 111, em giao lưu giá là 1.600.000 nha mấy anh chị nha. 1.600.000 bao ship luôn. Tiếp theo mã 112 này, chiều cao tầm 1m25, tán ngang 90, 18 hoành, đường kính bầu 43. Để quý vị ơi. Rồi thân cành luôn. Rồi giao lưu như em. Rồi mã này mã 112, giao lưu giá là 1.400.000, em bao ship cho mấy anh chị nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 113, chiều cao 1m2, tán ngang 70. Wow, cái đế lạ lạ nè mấy anh chị. Đây đế luôn, đế lạ đây. Hoành 13 thôi nha mấy anh chị ơi, và đường kính bầu 40. Đây là lạ ha. Rồi thân cành luôn nha quý vị ơi. Rồi giao lưu nhiêu đem? Rồi mã này mã 113, em giao lưu giá là 1.100.000, em bao ship nha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã 114, chiều cao tầm 1m, tán ngang 85, 19 hoành nha cả nhà, và đường kính bầu 40. Rồi xây xây luôn. Rồi thân cành nè quý vị. Rồi để luôn. Rồi giao lưu nhiêu em? Rồi mã này là cái mã 114, giao lưu giá 1.200.000, bao ship nha mấy anh chị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo mã 115. Đây cả nhà xem giúp em ha. Chiều cao tầm 1m1 nha mấy anh chị, tán ngang 80, 17 hoành và đường kính bầu 36. Rồi để luôn rồi quý vị. Đế cũng đặt đế quá nè. Rồi thân cành cái gì? Rồi giao lưu như em. Rồi mã này mã 115, giao lưu giá 1.000.000, em bao ship nha mấy anh chị. Rồi 1.000.000 ha. Tiếp theo mã 116, chiều cao tầm 1m15, tán ngang 85, 16 hoành, đường kính bầu 35.
Rồi, cái tay cành em này nó bị xước nè mấy anh chị ơi. Đó, trong quá trình vận chuyển á, về số lượng nhiều nên không có tránh khỏi sơ suất này nha mấy anh chị. Những lỗi nào có thể bỏ qua được, khắc phục được, chỉnh sửa được thì ủng hộ giúp em nha mấy anh chị nha. Rồi, tiếp tục thân cành luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 116, em giao lưu giá là 1.250.000, em bao ship nha mấy anh chị. Rồi, 1.250.000. Rồi, tiếp theo mã 117, chiều cao tầm 1m05, tán ngang 75. Rồi. Hoành 16 nha mấy anh chị và đường kính bầu 39. Rồi, để luôn. Ồ, bên đây có cái cũ nè mấy anh chị. Đó. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này mã 117 nha mấy anh chị ơi. Em giao lưu giá 1.200.000, em bao ship luôn nha cả nhà. Rồi, 1.200.000. Rồi, tiếp theo mã 118. Wow, tàn đều nha mấy anh chị. Chiều cao 1m2, tán ngang 90, 19 hoành nha mấy anh chị ơi. Và đường kính bầu 41. Cái cành đặt kẹo luôn ha. Đó, cái cành đặt luôn rồi quý vị ơi. Để dưới ngang như vậy. Rồi, cái cành đặt kẹo. Ở trên có một cái hoa. Đây, lẻ loi. Đây quý vị. Này cũng hai lớp cánh ha. Về trong nó sung lên thì bông nó đạt hơn nha quý vị. Bông bự hơn nhiều lớp hơn ha. Đó. Tân châu thì đôi lúc nó lên tới 5 lớp luôn rồi quý vị. Cành đặt kẹo luôn. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này mã 118, em giao lưu giá 1.400.000, bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 119. Chiều cao 1m25. Tán ngang 90. 18 hoành nha mấy anh chị ơi và đường kính bầu 45. Rồi. Để luôn nào quý vị. Rồi, thân cành tép nha quý vị. Cành đều quá nè quý vị ơi. Đều rang lên tới đỉnh luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 119, em giao lưu giá là 1.350.000, bao ship luôn. Rồi, 1.350.000. Tiếp theo mã 120. Chiều cao tầm 1m3. Tán ngang 80. Rồi. 16 hoành, đường kính bầu 44. Rồi, để đây. Rồi, cũng đều, tay cành đều rang ha. Giao lưu như em. Rồi, mã này mã 120, giao lưu giá 1.300.000, em bao ship cho mấy anh chị luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 121 ạ. Cao 95, tán ngang 75. 15 hoành, đường kính bầu 36. Rồi. Rồi, thân cành quý vị. Để luôn. Chọn dòng nó đi. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này mã 121 nha mấy anh chị ơi. Em giao lưu giá là 1.000.000, em bao ship cho mấy anh chị luôn. Rồi, qua cây mới luôn. Tiếp theo mã 122. Đây. Rồi, 122. Tay cành cũng ok nha mấy anh chị nha. Đế cũng dữ dội nha. Rồi, chiều cao tầm 1m25. Tán ngang 95. 17 hoành, đường kính bầu 44 nha mấy anh chị. Rồi, củ đế rồi quý vị. Khá đế quá đây quý vị ơi. Rồi, thân cành thì đặt kẹo ha. Lồng tiếng. Rồi, giao lưu như đây. Rồi,
Cái cây này, cái tay cành này là từ xưa tới giờ nha mấy anh chị, nãy giờ chưa có thông báo cho mình biết nha. Lỗi nào có thể bỏ được, bỏ qua được, ủng hộ được giúp em nha mấy anh chị ha. Nó bị trước khi mình bứng về rồi ha. Dạ đúng rồi, ok, lớp lỗi lâu rồi. Rồi, mã này mã 122, để giá 1.3 triệu thôi, bao ship tay cành đều. Rồi. Dạ. Rồi, tiếp theo mã 123 nha cô chú anh chị. Chiều cao tầm 1m15, tán ngang 85. Ồ cái đế 19 hoành nha cô chú anh chị. Và đường kính bầu 42. Để đây. Cộng to cộng nhỏ đặt bầu luôn. Rồi thân cành cũng đặt cây luôn. Rồi giao lưu như em. Rồi mã này là mã 123, em giao lưu giá này là 1.3 triệu, bao ship cho mấy anh chị luôn nha. Rồi 1.3 triệu quý vị. Tiếp theo mã 124. Ồ ồ. Trông cao. Cây này cao tầm 1m4 hơn nha mấy anh chị nha. Khỏi tay em luôn á. Rồi chiều cao tầm 1m nha cả nhà. Rồi 18 hoành, đường kính bầu 45. Cây này có 1,5m, trên dưới 1,5m nha mấy anh chị. À, chắc 1,5m chắc có hơn. Dạ. Đây để quý vị, để nó sẽ đều bầu ha, chỗ nào cũng sẽ đều trên này. Đó, nó bự lên, nó còn đẹp hơn nữa ha. Rồi tay cành xòe ngang, khích thân lắc đều luôn. Đều lên tới đỉnh luôn đây. Đó. Rồi giao lưu như đêm. Rồi mã này mã 124, giao lưu giá 1.6 triệu, bao ship cho mình luôn nha cả nhà. Rồi 1.6 triệu. Tiếp theo mã 125. Rồi 125. Chiều cao tầm 1m15, tán ngang 95. 19 hoành, đường kính bầu 42. Rồi để quý vị ơi. Rồi, tiếp tục thân cành quý vị. Cành này đẹp quá nè. Cành bự không quý vị. Đều lên tới đỉnh luôn đây ha. Rồi giao lưu như em. Rồi mã này mã 125, giá 1.3 triệu, bao ship cho mình luôn nha cả nhà. 1.3 triệu. Rồi, okay, rồi tiếp theo mã 126. 126. Rồi. Chiều cao tầm 1m1. Tán ngang 90. 17 hoành, đường kính bầu 44. Rồi, xê luôn. Rồi, xuống đế đây quý vị. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này là mã 126, giao lưu giá là 1.250.000, em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 127 à. Chiều cao tầm 1m2, tán ngang 80. 19 hoành nha mấy anh chị, đường kính bầu 42. Rồi, xây luôn. Rồi, thân cành luôn cái gì ơi. Rồi, từ trên xuống đây. Rồi để như nào quý vị. Rồi giao lưu như đây. Rồi mã này mã 127, em giao lưu giá là 1.3 triệu, em bao ship nha mấy anh chị ơi. Rồi 1.3 triệu. Rồi tiếp theo mã 128. Rồi này nó dịu gì lấy là cái đọt chủ lại ha. Chiều cao 65, tán ngang 75 nha mấy anh chị. Em này thì bị đọt chủ bị sự cố nha mấy anh chị ha. Rồi 16 hoành, đường kính bầu 37. Mình phải lấy keo trát cái vết cắt ở đây nè tụi em. Để em cho lấy keo trát lại nha mấy anh chị nha. Vì lý do mới vừa làm xong mà để lên clip liền cho mình luôn, nóng hổi luôn á, để em lấy. Chưa kịp trát keo. Dạ đúng rồi, để em kêu người lấy trát. Để kêu thợ ha, thợ trát ha. Bây giờ mất.
Ờ trái keo mới được. Có củ keo đó không Tức? Trời ông bỏ đâu. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã này mã 128, giao lưu giá 1 triệu mấy anh chị ơi. 1 triệu. Rồi qua mã 6 tiếp theo luôn. Chiều cao tiếp theo, mã tiếp theo mã 129 nha. Chiều cao tầm 1m25. Tán ngang 90. 21 hoành nha cả nhà, đường kính bầu 40. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Đây, để đây. Rồi, tiếp tục thân cành nữa quý vị. Này cũng vẽ đều hết trơn ha, tự diện nè. Từ dưới lên trên luôn, vẽ đều luôn. Rồi, giữ luôn như em. Rồi, mã này mã 129, em giao lưu giá 1 triệu tư, bao ship nha cả nhà. Rồi, 1 triệu tư. Rồi, tiếp theo mã 130. Chiều cao 1m25, tán ngang 85. Hoành 19, đường kính bầu 41. Để mai còn ấy nữa mà. Rồi, để luôn. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Hết rồi, nãy giới thiệu rồi. Cho đẹp. Quảng cáo thương hiệu mà. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 130, em giao lưu giá là 1 triệu 350 ngàn nha mấy anh chị nha. Mã 130 này là mã của clip của bên em và shop Trúc Yên là chuyên kinh doanh mặt hàng đó là mai giảo Tân Châu ha, mai mini giảo Tân Châu nè, mai lớn mai tàn giảo Tân Châu. Rất mong anh chị yêu mến shop và ủng hộ shop và hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.